Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 của chương trình. Câu hỏi như sau: giữa phụ nữ và đàn ông, ai thính mũi hơn? Tất nhiên là phụ nữ. Đúng. Đàn ông vậy. Đàn tất ông nhiên là phụ nữ. Tất nhiên là phụ đàn nữ. Đàn ông. Harry, phụ nữ. Em nói câu này là chị không đồng ý. Chị ơi, chồng em, chị coi chồng em đi. Trời ơi, sưu tầm cái gì, mấy cái dầu thơm mấy trăm chai mà biết mùi này là mùi gì luôn nha chị. Còn em không biết nha. Cái dạng mà chồng em á, là sưu tập nước hoa đó, hít á, là cái dạng mà dạng như là thiểu số trên trái đất này. Không phải, chị phản đối luôn. Chị công nhận chồng em là một người dùng nước hoa rất là nhiều. Nhưng mà cái mũi của bạn đó đó không có thính bằng phụ nữ á, nên bản thân em là nạn nhân, nó xịt hoài mà không tự nghe mùi của mình. Đúng. Là người khác chết ngợp luôn đó. Mời anh đi ra ngoài. Sếp. Sao Harry? Kính thưa quý vị, khi mà chồng em bình thường là người ta chỉ có xịt một lần xong, còn chồng mình mê mùi, mà kiểu như là cái mùi nó làm kích thích con người của ổng. Chính vì điều đó ổng mới xịt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow, wow. Là một tổ hợp nước hoa. Nước hoa mà như tập thể dục vậy hả? Hai lần tám nhịp mới được hả? Đúng rồi. Ở trên đời này bao nhiêu người được như Trấn Thành, bao nhiêu người có đủ cái tài chính để sưu tập nguyên cái tủ nước hoa mà bạn bè lại hay xin chai hai chai mà chửi mình chết, đúng không? Nhưng mà chửi xong vẫn không cho vậy đó. Nhưng mà vậy là xịt bách thì xịt, nhưng mà tại vì Trấn Thành là nghệ sĩ, Trấn Thành rất là feel về cảm xúc, về thích mùi hương, nhưng mà đó là đặc biệt một mình Trấn Thành thôi. Ra ngoài phố chúng ta sẽ đi ngang những cái người mà có cái mùi hôi cơ thể 100%, không, 80% là đàn ông. Và những người phát hiện đa số là phụ nữ. Em thì không có nghĩ vậy, tại vì bình thường nha chị, đàn ông ở trên đường đi tự nhiên một cô gái đi ngang qua mình. Ủa, tự nhiên sao tôi như là tiểu phẩm này luôn vậy? Ủa, mùi gì mà thơm dữ vậy? Mùi này là ăn, sao mà xinh dữ vậy? Trời ơi, chân dài. Ồ, vậy là mùi chân dài chứ không phải mùi thơm. À, vậy là hít mùi chân. Trời ơi, đàn ông là đi hít mùi chân người ta. Thơm quá, thơm chân dài. Ủa, chân dài đâu có mùi thơm. Không, nước hoa chân dài á, cái hiệu chân dài mà hai cái chân lên á. À, là cái chai nước hoa mà cái nắp mà có hai nhỏ đứng chổng được cái giò anh trời. Hai nhỏ mà chổng đầu được hai chân. Là nước hoa chân dài, ý là như vậy chứ phải đâu dài, tại nó có chân. Nói chung là Harry để ý là bình thường đàn ông thích phụ nữ là bởi cái sự cái mùi mà mùi thơm thiệt là thơm. Sau đó thì người ta mới để ý cô ấy là ê cô ấy mặc rất là đẹp rồi chân dài rồi này nọ, người ta mới để ý. Xong rồi thì người ta mới nghĩ tới cái chuyện cua. Giống như là chồng tôi, cua tôi cũng vậy luôn. Nói là trời ơi, khi mà nói chuyện với Harry là cái mùi miệng của Harry rất là thích. Thích cái mùi miệng quá, xong rồi cua vậy. Trời ơi thích cái mùi miệng. Trời ơi gặp cái lúc cái lỗ mũi vô cái miệng người ta thích. Dạ đàn gái xong dạ. Xin mời đàn gái xong dạ. Mời đàn gái đi về ạ. À. Rồi, đàn gái đã xong, bây giờ tới đàn trai. Đàn trai ơi, hiện tại bây giờ trên sân khấu là có vật dụng luôn đó. Nếu như mà muốn cái gì thì làm luôn. Không, tụi tôi muốn nói từ từ đi, tụi tôi nhiều văn lắm. Rồi, nói đi. Trong lúc theo nói em nha. Số. Dạ. Nếu như bây giờ ở trường mà gọi là cái trường phòng cháy chữa cháy á, có một cái môn học gọi là cái môn học hửi. Hửi tất cả đàn ông ở trong trường đó, tất cả con trai đều qua được đó, riêng con gái là rớt hết. Có nghĩa là khi mà phòng cháy cháy, nghe. Mùi điện cháy à. Cái gì mùi gì nữa? Em ơi, em đang nói bên trường phòng cháy chữa cháy hay dạ. Hay qua qua cái trường mà huấn luyện chó nghiệp vụ. Đúng rồi, chó nghiệp vụ đi. Trời ơi em thích. Rồi. Em lộn trường không? Anh. Bây giờ em với Đức đi nước ngoài đó nhiều. Mỗi khi mà đi nước ngoài là có những chú chó là hử hử hử. Có những chú chó là hử hử hử. Nhưng mọi người hãy để ý coi, những con chó đó đều là con chó đực. Hả? Không phải là có con chó cái. Người ta đang nói ở đây là về con người. Nhưng em mà đi đực. Em nói về con chó. Trời, giống đực. Giống đực có tính hơn. Em sai rồi. Em sai gì? Giống cái mới tính hơn. Bạn hơn ở nhà. Em nói thiệt, vợ em đi. Quên quên ở nhà. Mặc dù là khổ sở tất bật với hàng ngàn cái đơn mỗi ngày một chút, livestream bán bao nhiêu thứ hàng trăm con, nào là sữa tả, là một mình là người phụ nữ là phải hít biết bao nhiêu loại mùi. Mùi gì? Mùi ví dụ mùi hàng hóa rồi để biết cái này là cái gì. Anh nói vợ em hưởng hàng hóa gì? Không, ví dụ còn sữa tả với con thấy cái mùi. Con nè, tự nhiên nè, đang ngồi cái chồng. Con nó ị vậy kìa, thay tả giùm vợ đi. Có không? Là vợ phát hiện ra. Đó, đúng, với lại bản thân em. Em về nhà có bao giờ bị vợ nắm đầu đánh giật chỏ chưa? Bị vợ nắm đầu đánh giật chỏ chưa? Đôi là tại vì sao? Lỡ như phụ nữ luôn luôn.
đàn ông bước về nhà một cái hít nhẹ thôi biết có mùi gì. Hôm nay uống mấy ly hửi thấy mùi bia đúng không, rất thính. Hôm nay có mùi dầu thơm lạ vậy ngoại đúng không? Có. Còn ví dụ bữa nào em đi tập gym về bình thường em đi tập gym về thì em rất là hôi nhưng hôm đó em giả bộ em đi chơi với nhỏ nào mà em giả bộ em mới tập gym về nhà hít không thấy mùi hôi chết bà đúng không? Phụ nữ mới là cái người mà có cái khứu giác mà nhạy hơn. Em phản đối. Lại phản đối. Phụ nữ bây giờ sửa mũi rất là nhiều và khi mà sửa mũi thì những cái vách ngăn trong mũi em đang nói hồi nãy chị nói em có chen vô đâu, hồi nãy chị nói đây đàn trai nhìn ta chị đàn gái chị đi về đi. Người ta là đàn trai, chị đi về đi. Để một mình em cãi được rồi. Phản đối. Bộ phụ nữ sửa mũi mà không sửa mũi hả? Sao em sửa mũi đâu, mũi thiệt. Sao không có sửa mũi không? Mũi thiệt. Rồi sao? Nè, con gái sửa mũi rất là nhiều. Và khi mà sửa mũi những cái vách ngăn, những cái gọi là khứu giác, những cái dây thần kinh trong mũi nó bị đứt rồi. Trời đứt hết rồi. Không còn ai mà còn thấy mũi cao vậy thôi chứ không hử được gì hết. Tất cả khứu giác phụ nữ bây giờ là mất hết rồi. Con trai đàn ông không ai sửa mũi. Là sửa mũi bị kỳ lắm. Cái mặt em kỳ á. Em nhìn cái mặt em có kỳ không? Mặt em thì cái gì? Cái mặt em sửa mũi. Cái mặt em sửa mũi.